Chào cả nhà nha. Hello cả nhà, bữa nay anh em đi cắm ếch cả nhà ơi. Ngày mình đi cắm ếch xong rồi mình đi săn chuột đêm luôn. Mình cắm đầu ngoài còn đầu trong thì mình đi săn chuột cả nhà. Dù mưa bão cỡ nào cũng đi vô đồng bắt chuột hết. Mưa hồi sáng giờ luôn á cả nhà. Cái này bão mà. Tôi cắm đó gì anh Tú? Có bậy đó không? Dù nắng hay mưa, dù nghèo hay khổ, dù ai sang giàu, ta cũng đi bắt chuột. Cũng không bao giờ chia cách đôi ta. Ếch nhảy vậy. Đây nè. Đây nè. Mấy cục này có hết hết trơn nè. Nhớ nha. Có mấy chục cần nè. Không chục cần à. Bữa nay mình đã mà có mưa đi săn chuột đêm luôn nha cả nhà. Này vô mùa bão rồi cả nhà ơi. Ủa cắm cao vô anh hợp. Đâu chục lớn. Đó rất lớn rồi. Nghe mùi mà làm cái mùi hay dữ quá mà. Bữa này thấp chứ vậy? Gì đâu thấp. Không chà sao? Cái dài sao chà được, chà được. Chà luôn chà cho. Chà lên, chà lên. Đó, ăn này nha, nhớ lúa chà chỗ này nha. Cái này lúa nha. Rồi. Mình cắm bằng mồi ốc nha cả nhà. Dạ lắng lừ luôn thấy không? Xong. Láng á, đó này kìa. Có, xong. Vừa cắm vừa móc lâu quá các bạn ơi, bây giờ mình móc trước mình cắm sau cho mau. Đây là ốc rồi cả nhà. Đó, mình pha chế rồi. À, có nhiều bạn á kêu cắm ếch tẩm thuốc bắc á vô á, nó dính rất là nhạy nhưng mà nó ăn thì nó không được tốt, nên anh em lúa không có ướp cái đó. Anh em lúa chỉ ướp ngũ vị hương với dầu chuối với tỏi cái gì anh tốt hơn không? Tỏi là cái nó ăn vô mình về mình ăn liền cũng không sao nữa. Còn nếu mà mình ướp cái ba cái kia là mình phải dòng mấy bữa mình ăn được, nhằm khi ếch nó ốm nó không ngon. Này mình ướp cái này nó ăn thấm vô tử nó ngon nè. Ừ, khỏi ướp. Bởi vì nó dính nó không được chạy hung bằng mấy cái kia. Nhưng mà ăn nó không có độc. Tự nhiên, anh em lúa chơi một màu tự nhiên không à. Ếch mà nó đói ốc lễ cắm dính hỏi ếch gì. Bữa nào làm cái chiêu này coi nó hay lắm. Làm gì? Mình đi ấy. Bí mật hả? Ừ. Ốc xong mình đi cắm nha, cho mau. Đang mưa luôn á cả nhà. Mưa tối ngày này luôn cả nhà ơi. Từ sáng giờ luôn trời. Bắn được không? Mưa ào ào cái tạnh được chút xíu mới tới nữa. Bão số 5 mà. Mà sao mà ngủ 2 năm nào, bão số 5 nó cũng mạnh ha. Ừ. Số 5 là mạnh nè. Thằng ơi. Chưa chờ kiến nó bu lại rồi kìa. Kiến này hay dữ lắm. Nghe cái hơi. Kiến này kiến đường nè. Không? Đúng không? Hôi cái bụi nhỏ hay cái đường? Cái hôi ngọt quá ơi. Từ khi nó trắng một nó nẻ một cái là căng luôn á. Rồi mới để ra là nó bu lại liền vậy. Màu này màu dữ nghe các bạn.
Mò đi, đừng nói vụ kiến nha. Hồi lại có khi nào kiến ăn hết con mồi không? Mà không biết hết. Có mưa đó chắc thì ít. Hay hồi nào giờ có gặp cái trường hợp mà một lưới câu dính hàng hết không? Có chứ. Có dính hết vẫn thì có. Có dính luôn. Có dính hàng hết luôn. Có luôn. Con kia nó nhỏ á. Rồi con ít bự lại nó ăn thêm cái nữa. Có dính vắn nước, dính ếch thì dính vắn nước. Chứ không hành dính. Dạ, ừ, cắm dính không hành, mình đợt lối qua tông xính cắm dính lần đó. Một mồi mình cột để đây đi, chút kia mình đi lại mình hết mồi cái mình móc vô thêm. Ừ, để đây luôn đi. Để cho bộ chuối rồi xong. Không được. Treo lên nó, hồi nó lợi lên mấy ngớt nó bu lại cái một màu đó đó. Nó treo xong. Mình hồi mình kêu mình thăm dài về đó xong rồi. Sao? Ở đây mình thăm dài về mà. Ờ, xách xong rồi, xách xong. Rồi, kia. Cắm tiếp xuống các bạn. Gần dưới anh hả? Thôi 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 đi. Ống ủng ủng hay sao? Xong ơi. Nắng lắm mình. Quá vậy. Con gì đeo vô? Ủa. Tú không để hai cái rồi cái dũng trà bá lửa luôn trời. Bình giò bằng nhiêu bằng giò nhỏ mà. Phải không? Biết luôn trần đó rồi mới nằm bất nhẹp. Nước bà. Hay quá anh Tú ơi. Không? Ghê trời. Xuống thì quá. Nghe mặt cá mưa nổi ghê trời. Đi gian rồi bằng cờ vua ha. Cháu lu hồn à. Mà dài bữa nữa chúng ta dân lưới có đó. Chẹt ha. Sụn. Dân lưới dính nhiều cái mình bắt cái nồi lẩu lên ha. Mấy đu đủ. Trời ơi, mấy cây đu đủ ngập ủ ghê trời. Anh Tú. Nước ở trên châu đốc về lại dưới này nó ống giục cái chân rồi. Nuôi trái nè anh Tú. Mấy cây đu đủ này sắp chết rồi cả nhà ơi. Ủ ghê không. Ra mình cắm giữa bờ đó đi. Ừ, cắm giữa bờ luôn. Rồi cắm xong mấy anh em đi bắt chuột cả nhà ơi. Hai cân nữa cả nhà ơi. Hai cân nữa là thế là xong thêm cân nữa là xong rồi. Đi bắt chuột luôn. Còn nhái bằng gì xong. Còn nhái dữ lắm bự. Bắt không bắt không. Bắt lấy gì đựng. Bắt cái thế cái vô sách đó. Bữa nay đi săn chuột không có cả nhà em. Nhưng mà bắt được con mới nhái. Nhái quá trời luôn. Đi quần quần rồi sớm chưa. Giờ lỡ lên tôi. Hai ký không? Thôi đó. Ê, ra ra. Bắn chuột bên đây không có gì trơn trời kỳ vậy. Nước dọc. Nước không có. Nước cạn quá. Nước cạn. Được mới chuột, cả nhà có mấy con chuột à. Tối nay về anh em mình sẽ nấu nồi cháo làm lươn xương nha cả nhà. Thấy con này con ngồi nhét thôi đó. Ngồi nhét. Mệt ha. Ừ. Mình ngồi đây nghỉ rồi chút xíu rồi. Rồi. Mình đi thăm cô ếch rồi mình về luôn. Chút làm mình nồi cháo ha. Ngày 9 giờ mấy 10 giờ cả nhà ơi. Chút về thăm ếch về luôn. Cuốn luôn đi. Gỡ luôn. Về luôn hay tại xa nhà có mười mấy cây số luôn. Ừ. Công mơi sáng chạy vô gỡ. Đây mà cáo nổi giống như cái bàn cờ. Mưa. Tại mưa mà. Gì? Tại mưa mặc áo nổi giống bàn cờ hả? Ừ. Mưa. Mà có mưa người ta mà nói vậy nha. Đâu này là trai chứ bộ.
xanh trắng rồi cam vàng. Có ai muốn quýnh cờ vua mình cho mượn á. Cái này cũng phiền hết rồi. Chín giờ rồi, chín giờ. Chín giờ mấy rồi? Nháy này nhóc ở trường nháy. Này bắt bánh, bánh, bán được rồi. Bánh bánh thôi không? Nè. Này làm gì? Không biết. Không biết cắm câu ếch dính không nữa nè. Ngày thấy cắm câu ếch dính nháy. Hên xui. Mấy ngày này ngày bà cậu hên xui rồi chứ biết được đâu. Cả nhà theo dõi thôi rồi dính không nha. Đấm mà đã được rồi nha. Cái này là dư nồi cháo rồi. Cả 2 cân à. Ừ, 2 kg. Sao thằng 2 cân, thằng 2 kg là dốc cuộc là nhiêu? 2 kg. 1 cân là 600 g. 1 cân ở đâu tới 1 kg nha. 1 cân 600 g. Vậy. Là 6 lạng á. 1 cân 600 g là 100 g hả? 1 kg là 1 cân ở 1 cân 600. Cân 600 g, 1 kg mới là 100 g. Ừ. 100 g là 1 lạng. Mà cộng là 1 cân với 1 kg là nó tới 1 kg 600 g. Nếu mà 2 cân thì là 1 kg 2. Ừ. 3 cân ký 8 này chắc cơi cái đó đó. Cân luôn cái bọc rồi cả 3 kg. Đất nữa. Mấy cây rồi nãy giờ mình thăm mấy cây rồi? Cây. Tình hình này cây đó. Tình hình này chắn cắp có ếch dạng nhái quá. Ngồi còn nguyên không vậy? Hàng chi nãy giờ mình bắt nhái nhiều quá trời mà. Căng rồi cả nhà ơi. Nhái cả bọc mà. Không lẽ không dính con nào? Chưa biết. Mới mọi yên nguyên luôn hả hợp? Mọi nguyên à. Lên mới thùng gì bán vô chai vậy hay xong rồi. Hết mồi luôn. Có đủ sức không ạ? Kiến hoa. Nãy giờ chưa được con nào luôn trời. Bữa nay chắc tiêu quá, ăn cháo nhái luôn cả nhà ơi. Dính luôn rồi. Dính rồi. Mới hay à. Ôi trời đất ơi. Một con cả nhà ơi. Được con. Cũng được, cũng con ăn ủi. Mới được chục con cũng đỡ ha. Chồng đỡ nổi giá. Được con cả nhà ơi. Rồi gỡ bỏ vô bao luôn. Bự con bự hàng mập ha. Rồi nhảy ra đó. Nó tâm bị đói lắm thì không dính được. Mình rồi anh. Mình làm mồi tự nhiên mà. Ai bó gì. Mù địch không con nào. Trời đất ơi trời. Mồi này mồi dữ nè, mồi tự nhiên nè cả nhà. Mồi này mồi tự nhiên nè. Xịt khói. Xịt khói chạy. Mấy kêu nó bù địch mà, con này không dịch cơ. Đó. Đó. Nắm tay đó. Địch cháy tay phỏng tay lắm. Mấy con nào mà phá mồi hay lắm. Bữa nay mình xài mồi tự nhiên ở nhà mình đi cắm ếch mà về mình ăn nhái. Giàu luôn. Giàu mấy con nhái. Trời đất nó ngon quá chát luôn chiều mà không. Ê có vú giò nè quê. Phải không? Thấy vú giò không ta? Ngoái quê. Ngoái à? Cái giò mấy con bù địch á. Sao thứ gì mà bù địch nó nhiều dữ á ta. Cái mùi này quyến rũ của mấy con bù địch. Có mùi cua chết của thằng Thanh là sớm nè. Lùi lùi xuống chơi nó dính. Vậy vậy có mấy tờ đất nó lùi lùi xuống chơi nó dính rồi. Cái này là bù địch chứ nè. Trời ơi, chỗ này lấy cấm lụm nữa. Ăn hết trơn màu luôn anh Tú ơi. Mùa địch ăn hết trơn màu luôn trời. Hay ghê vậy. Bãi này im mới ghê luôn. Có con mùa địch nhiều khi con ếch nó không dám lại. Đợi con địch ếch nám mỏ sao dám lại. Ôi cũng như cũng đẹp rồi. Cưng con cũng ăn ủi. Cưng con ăn ủi cả nhà ơi. Cưng con ăn ủi nè. Hết màu không trời. Mấy chục cây câu. Ở đây nãy có miếng tấm hả? Ngoài mình đó mấy cần hay gì. Ngoài đó, đánh cây này, đánh cây này. Hết mồi trơn rồi. Thôi con nhái nó bò lại cái gì đó. Nghe mùi thử ngoài á. Nó lại ăn có cắm mấy cừng như đó. Thôi kìa. Đang lát cho nó kìa. Phải. Sao lát lượt cho nó vậy trời.
Anh Hợp coi cái mé ở trên đi, em coi cái dưới cho. Ừ. Dưới một mai có dính. Về không dính ta ơi, bù địch. Thôi tha đi. Là xịt khói à. Tập mấy bù địch tá màu của tao. Đó. Giờ đây hết có cái cây hả? Đó đi trước mặt cây đó. Qua chứ mấy cày luôn. Qua chứ mấy cày như mấy cây á. Có mấy cây mới xong như nè. Không lấy dính con. À, ta có con ăn ủi mà. Tới cây này đó, đây cây này. Trời ơi, bộ địch kìa. Mày xịt thôi rồi. Xịt cái con này xịt nè. Xịt nè. Có gì có cắm rồi anh. Đây không có con rừng này đi xong chứ hả? Không. Hơi bị sai sai vậy đó. Nè, chót rồi đó. Nè. Đây cây nè. Dính không? Không. Bộ địch nữa kìa. Trời ơi, bữa nay trời mình làm mồi cho mấy bộ địch ăn cũng được. Dạ, dạ. Chính không? Ừ. Lần ơi. Cũng được nữa hả? Ở đây nhảy. Nhảy. Bỏ vô cái ếch bay ra này nghe. Đó là trường lỗ luôn đó. Chạy. Ê, dầu đèn mùa đèn tôi chạy vô chân chạy. Khôn ghê ha. Nè chạy nè. Ủi. À đây này mời ta cắm vô cho ăn nữa. Mời đi vô trong kia nha, mời ta cắm rồi cầm trống cho heo ăn nha. Chỉ có lợi nữa đấy, nhầm xíu. Đây cây nè. Gì? Gì cũng mồi luôn trời. Mùa địch, mấy con mùa địch mấy con. Ăn láng hết luôn trời. Vậy là mùa này vụ mùa địch rồi đó. Ờ, dưới mé này nãy mình có cắm hay quên ta. Không, đằng cái máy cài này có nè. Lúa trà cây nào quên chạy. Lên tỉ mới cài về xong anh. Xong. Cây này kia. Đó như đó đó. Có cây đó. Con nào nữa không? Lượm con cây. Không thôi, không thôi rồi. Mấy cài bự quá nó giúp đây. Nhìn đâu? Nhìn đâu? Trời ơi trời. Bây giờ dính hết bự rồi. Quần. Cái này mình khỏi gỡ mồi đó. Nó giúp cho mình á. Mấy bù địch nó giùm mình thôi gỡ. Mấy cây hai anh em hợp tác theo tiêu luôn. Ừ. Còn cây hai anh em hợp tác á. Cái mé á, cái bên trên á. Trên nó cũng thấp này nè. Ừ. Người trà, người cắm đó. Mấy chiếc xe để ngoài này không biết làm sao nữa. Còn thôi, còn. Còn không? Còn. Trời mừng. Anh em về cả nhà ơi. Bữa nay thích thu bại trầm trọng. Được lại đổ lại thì ếch nhiều. Nhái nhiều. Nhái với lòng. Ở nhà mình còn 4 con ếch nữa. Nó quắc bằng luôn. Có cũng nhiều lắm chứ bộ giỡn à. Ừ. Nhà. Nhái nè. Nhái ếch, ếch nhái đi nó kìa. Ếch này á, người ta gọi là con ngoé thôi cả nhà. Nhái. Mỹ nữ chân già. Nhái với lộn, ếch hoài luôn trời, bị ám ảnh đó vậy. Thôi, nó trời luôn. Thôi anh em ăn thôi. Ăn thôi. Mỹ nữ chân dài á. Anh em mình nấu nồi cháo ăn rồi về ngủ cả nhà ơi. Đổ nước vô chung cái thang. Cái này cũng ngồi về máy nè. Mưa bão quá trời, anh em đem lên nhà nấu cả nhà ơi. Hãy vô. Chụp mình đây trước rồi. Nồi cháo nó cũng dữ dằn lắm chứ không phải đơn giản nghe, cũng hấp cẩm với lắm á. Chuột. Nồi mấy ếch mấy ếch mấy nhái là đủ. Đầy nồi cũng vậy á. Kiều nữ chân gà.
Để nhiều ít đâu. Đắt vẻ luôn. Mồi cáo này ngủ ngon lành ạ. Con mới luôn. Gạo nở rồi, để cho ớt nhái chín cái mình nêm nếm. Dạ cho ba không nêm nè. Con nở thẳng chân, thẳng bằng cái đăng cái chân vậy. Đi luôn ha, nêm nêm nêm. Để cho chín nếm. Đừng ăn cái cháo rồi cho nó hết đói rồi mình ngủ cái nha. 11 giờ rồi. Nhiêu? 11 giờ rồi. Dữ vậy? Hôm nay nó đã giờ. Mình để đường ít thôi, nó ngọt sẵn rồi. Đầy nồi luôn đi. Nó mắm vô. Không, để muối vô chút xíu. Giờ chín nó ngon lắm, nó mắm vô cho nó thơm. Vô thôi anh em mình dọn chén ăn thôi, giữ lắm tối rồi, khuya chắc khuya cả nhà ơi. Dạ hả, dưới hành vô ớt nó kêu kìa. Ăn đi dùm đi vô bắt cái ớt luôn. Có 4 ngày sáng ngày. Lên. Về nó giống mà cháo. Hấp dẫn cái này. Này thiếu ngò ha. Ngày sáng là 4 giờ sáng ngay chợ, họp chợ rồi đó cái mình đi cho ngoài mua ngò bỏ vô. Ủa thành nó chưa chưa hả? Đúng chút chưa hết luôn hả vậy? Mà cháo kìa. Không chưa hết rồi. Rồi gì vậy? Hết mình lấy thêm. Hên nè, ông hên lụm dính nè, bữa nay anh hợp mồi lầm mồi ếch ra cả nhà hay quá. Mồi tự nhiên. Mồi tự nhiên nè anh đó, dính lên con ếch anh hơi lúa ăn đi. Thôi đi. Đi bọn đi nhắc con. Hết chơi nè, nó chơi còn 4-5 con trong cái giỏ mình mà. Nãy là mình còn 4 con thôi. Mời cả nhà ăn cháu nha. Nếu được con nữa là 5 con mà. Vô đi, vô đi. Vô đi. Mời cả nhà ăn cháu nha. Mời cả nhà ăn cháu khuya, mà là đúng khuya luôn. 12 giờ khuya luôn. Mở cái nhà ăn con nhái. Mưa bão quá, anh em không có ra chợ hồi hồi cả nhà ơi. Mời cái nhà ăn cháu cả nhà ơi. Cái đồ con ếch thành gì cả nhà ơi. Mời cái nhà ăn nguyên một con ếch luôn. Để chiêu được chưa? Vâng rồi. Xíu đi mà quên phải cho ăn được. Quốc vô cái dụng văn à. Quán luôn cả nhà. 12 giờ kia mà hấp tiếng cháo là gì trong cái ngủ là ngon nhất. Chính xác.
Thức gì đâu nữa. Kiểu bắt ớt. Này cắm gầu ớt mà ăn cháo nhái cả nhà. Ớt này ngọt quá. Không ăn, không ăn mấy con bù địch là hên lắm rồi chứ. Con nắng bắt bị con dạy con về thái luôn ta. Rồi bố mình lấy cái diều cái bắt nó luôn. Gì vậy? Bắt nó về để cho thợ nó nhận nhận cái địch đồ chơi. Mấy con địch địch nó ra hối nóng nổ nó ra. Đụng nó ra nữa. Đó rồi nè. Được rồi. Nó nhái mềm. Để đóng đi. Ngủ đó ngoài nó sao? Nó ngủ sao? Về. Nó bên phía về nó đánh bắt mà không bắt được. Nhái nè. Em ăn em nhé sao? Mời cái nhà là một cô chuột nấu cháo nha. Đây là bốn chuột con ăn những con. Cái đó mới quan trọng hơn thúc. Cái đó cái bắp chuối của chuột cũng hết. Đây là đây từng con chuột kìa. Lên. Cái ngáy lắm rồi. Mình tới nhà ăn chuột nha. Không có hai cháu lồng lỏng gì nè. Nóng ngọt trời diễn tả nghe cháu không chịu nổi rồi. Chút xíu nguội mới ăn được trời ơi. Nó đợi ăn thôi cho ăn nó khô luôn đi. Nghe mùi tập này nó cũng ăn được đâu. Nóng. Mình ở đây mình cũng phóng mỏ này đưa vô cho nó thử bạn ra ngành. Mày dám luôn kiện chơi quá chó là em thấy nó xíu còn đúng không? Bóc cái gì cho nó bóc gì? Chó đó nuôi biết chừng nào bằng mình là Mina đó anh chàng. Giống nó nhỏ mà. Mình nằm. Khôn lắm. Em bỏ dép đẹp không? Bỏ vô một chút là sáng nó nằm ở bên hông rồi. Hai giống cắt đồ gì nữa. Khôn. Mời cả nhà ăn cái đầu con ớt nha. Có cái bơ tử nữa. Anh thấy mấy cái dây dài, dài qua xong á, dài cái cắn cục bể bớt nữa. Dễ cuộn. Bơ ẩm hình như dép của anh nào về đó. Cùng ghê. Giấu á. À giấu nha. Anh ơi, mới vừa bỏ đôi dép ra ra. Trời ơi, mới bỏ đôi dép đi mất tiêu rồi chạy ai mang lộn không? Nó... Lúc cuộn hồi nó ngoài sân. Nó có con ăn có tha không? Ai vậy? Nó tha thiệt. Làm nó đi cái bàn em. Em ăn cho nó chẳng. Đúng con. Lâu có là xong rồi là hợp cái lốt không ăn chuột. Nói vậy là hai em hai con. Ừ, hai con. Này nó hết đây. Ừ. Con hốc nè. Em mà không ăn chuột với miền Tây thì chắc không ai ăn chuột đâu. Rồi gì làm con đây. Ngon. Ừ. Hết hồn rồi mày. Mày mốt cho thấy ghét nhiều nhiều chút nha. Ừ. Mẹ, nó thường con đi.
quốc hết trơn kêu liền nha. Nó có mồi ăn là kêu gì nữa. Nó ăn cây à. Nhé dùng nhóc chân em. Nhóc chân mà nó ăn dưới. Dưới nhóc dưới. Lùi con chó, con chó nắm ở nhà. Dạ hết luôn đi. Dạ. Dạ hả? Ừ. Dạ. Nó đi vô đi ra, nó nắm ở nhà, nắm cửa. Rồi, em múc ra. Đấy. Đặt hay lỏng? Đặt đặt cũng được, mà lỏng cũng được. Chén đồ thấy khỏe mười rồi nè. Ừ. Còn đêm á. Rồi cả nhà nguyên con chuột bự luôn nha. Bự cho bá luôn. Thú. Chơi con nó luôn đi. Để đi. Đi. Nó giờ nó cầm quá. À, nó nói gì đó. Nói gì cũng được. Ok. Rồi. Anh ăn đi. Ừ mà. Không ăn đem vô cho con Lina nè. Đâu con ấy nè. Mời cả nhà ăn đồ đấy. Cả nhà ơi, vô cả nhà ơi. Mẹ ăn đùi ăn bọng. Để ăn đấy. Trời cũng ăn hạt tiêu không chết à. Giúp mình. Cái ăn cháo rồi ngủ cả nhà ơi. Ngon. Tiếp tục cho công việc ngày mai. Chào cả nhà cái nhà cháu xong rồi. Cái này nó chào. Vô cả nhà ơi. Chuột này ăn không có được đó. Mở không à. Vô cả nhà ơi. Ngon quá cả nhà ơi. Làm thêm chén nữa. Có ai nói bụng chuột mì nha. Ok. Thế bye cả nhà, chúc cả nhà buổi tối thật nhiều niềm vui nha. Anh em lúa ăn chút xíu cũng nghỉ ngơi chút xíu đi. Ngày mai tiếp tục. Thế bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha.